Khu ký túc xá 2.000 chỗ ở chỉ trong 2 ngày cuối tuần đã được nhân viên sinh viên FPT thức xuyên đêm vận chuyển đồ đạc để chuyển giao nhanh nhất cho quân đội thực hiện công tác cách ly. Hạ tầng vốn đã tốt nhưng đường truyền Internet lại được doanh nghiệp này nâng cấp lên tốc độ cao nhất để những người cách ly kết nối với xã hội một cách nhanh nhất. Ngoài 20 tỷ đồng đóng góp trực tiếp, tập đoàn còn cung cấp các giải pháp công nghệ miễn phí trong giáo dục cho hơn 15.000 trường học trên cả nước. Chúng tôi phải đảm bảo thu nhập cho 36.000 lao động. Thì chúng tôi đã quyết tâm khẳng định COVID không có thể cướp công ăn việc làm của bất cứ một ai trong 36.000 người này. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng chia sẻ với cộng đồng để làm sao mỗi người gánh vác một ít để giúp nước, giúp đồng bào mình. Những ngày qua, bằng nhiều cách làm khác nhau, cộng đồng doanh nghiệp đang tiếp thêm sức mạnh chống dịch thật hữu hiệu. Sự chung tay đó không chỉ là vật chất mà còn là sự động viên gắn kết tinh thần. Từ những quyển sách được chia sẻ tại các khu cách ly tới những lời nhắn nhủ như thế này, đều là sự chung sức để vượt qua thách thức.